Hello mọi người, hôm nay em Ba sẽ giới thiệu với mọi người một loại đá phong thủy phù hợp cho những người mệnh mộc và tương sinh cho những người mệnh hỏa. Đá phong thủy này là theo anh Ba, một người mà nói chung là hơi bị ngáo đá một tí xíu, thì đây là một loại đá rất là đặc biệt. Bởi đặc biệt vì sao? Vì loại đá này là có tên là Dạ Minh Châu. Tại sao là có tên Dạ Minh Châu? Tại vì là đá này nó hấp thụ ánh sáng của bên ngoài, và khi mà nếu như mà đây là bình thường của một viên đá, nhưng nếu như mà mọi người đeo nó đi ngoài đường và vào những cái chỗ mà tối hơn thì cái viên đá nó sẽ tỏa sáng ra, nó phát sáng, nó làm cho rất là lung linh và rất là đẹp. Và đặc biệt đá này nó cũng có tính chất về phong thủy và trừ tà rất tốt ha. Những người mệnh hỏa như là thiên thượng hỏa, như là Kỷ Mùi, Mậu Ngọ thì nên đeo nó để làm gì? Để tương sinh cho bản mệnh của chúng ta tốt hơn, và làm cho cái tử vi của chúng ta được cái tương sinh của phong thủy, làm cho nó thay đổi cuộc sống may mắn hơn ha, vượt qua những khó khăn cũng như là làm ăn nó phát tài. Đá này thì thường sẽ được tạc nhiều loại, nhiều hình tượng khác nhau, đó là thường thì là Quan Âm ha, Di Lạc, rồi đó là Thích Ca Mâu Ni, cũng như là có một số hình tượng các con vật khác như Tỳ Hu để làm đá, làm nhẫn ha, rồi con hồ ly để làm mặt mà dây chuyền cho các thiếu nữ đeo để được bạn trai yêu thương hơn ha. Đó là trong và nó là chủ yếu là mang màu xanh lục, tức là màu mộc. Thì nếu như cách luận giải của phong thủy thì mộc hợp mộc, đó là tương hợp ha, còn mà tương sinh là mộc sinh ra hỏa. Thì cho nên là những người mà mạng mộc và mạng hỏa thì theo anh đeo những cái hình tượng này là rất là đẹp và rất là phù hợp, và cũng như là về mặt cả về mặt tâm linh cũng như về mặt mỹ thuật, và giá trị của miếng đá thì cũng không lớn. Và mọi người đã nếu như thấy anh đeo ở đây là một viên, còn cả về nằm cả về nằm ở trong khối đá là được anh đục, anh hay đeo ở trên cổ. Còn ví dụ giống như đây là những cái viên mà mài sẵn và thành phẩm, được các nghệ nhân của cái xưởng đá của anh Ba Tử Vi đục ra rất là đẹp. Nên mọi người nên mua một bức nếu như là mình là mệnh hỏa và đeo vào nó thì sẽ rất là hợp. Mọi người cứ tiếp tục thử và ủng hộ mình bằng lô đá này do anh tượng và do xưởng của anh mới chế tác. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tư vấn về trang sức phong thủy sau. Bye bye.